Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì shop lại về bổ sung thêm mẫu Sava X9 full carbon bản phanh dầu nha các bác nhá. Củ phanh dầu 105 này. Đó, full đủ hết cho các bác bốn màu các bác ạ, bốn màu luôn. Phải nói là cái dòng Sava này để mà về được full đủ bốn màu nó rất là khó. Và nó cũng phải gọi là có một chút may mắn nữa các bác. Thì là bên em có đủ bốn màu. Đầu tiên của dòng Sava X9 này là màu 7 màu các bác ạ. Đây các bác này. Đó, màu của em ở đây. Đó. Màu này thì là bên em bán chạy nhất. Tiếp theo là con này là màu bạc các bác. Màu bạc. Tiếp theo là màu đen này và tiếp theo nữa là màu đỏ đô, đỏ mận. Đó. Đấy thì là tổng nó có sẽ có bốn màu tất cả và bên em có đủ bốn màu và đủ size hết các bác nhé. Có size 47 và size 44. Hiện tại là đủ hết luôn, không thiếu một cái size với màu nào cả. Bên em sẵn bản full carbon. Để mà nói thì là cái bản full carbon và nó sử dụng phanh dầu nó khác nhau, nó khác giữa cái bản 29 triệu đang chờ giá còn 29 triệu nó khác với cái bản còn cái bản 25 triệu 500 ở chỗ nào thì nó khác khá là nhiều đấy các bác. Để mà các bác có thể mua một chiếc xe hoặc là nâng cấp một cái cấu hình lên như con này với cái giá mà chỉ có 29 triệu 900 thì nó thực sự là nó rất là khó và nó rất là đắt các bạn, nó rất là đắt đấy. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết hơn về một về con xe thì các bác sẽ thấy được rằng là đây nó sử dụng tay lắc này, tay lắc Shimano 105 này đó, gạt đĩa cũng là Shimano 105, giò cũng vậy, cũng là giò Shimano 105. Bác nhìn cái giò nó cực kỳ, nhìn nó cực kỳ là thích mắt, có nhìn chưa cái độ giò của nó này. Đó, cái giò thì không còn gì chê rồi. Thì cái giò này lớn nhất của nó là 50. Đây trên đây nó sẽ ghi để con này. Lớn nhất là 50T và nhỏ nhất là 34T. 54T thì em phải nói thật với các bác là các bác tha hồ kéo rồi, kéo với tốc độ cao luôn các bác ạ. Tiếp theo là cùi đè đằng sau. Đây, cùi đè Shimano 105 đây. Đó, cùi đè rất là ngon. Trước đó là tay lắc này, gạt đĩa này, giò này, cùi đè này, là bốn món Shimano 105 rồi đúng không ạ? Tiếp theo là líp, líp của nó cũng là líp Shimano 105 luôn. Để em sẽ quay cho các bác kéo vào đây. Đây các bác nhìn, có nhìn chữ 105 ạ. Đấy, 105 này, nó màu bạc, nó trong mà nó hơi tối. Đấy, đây là chữ 105, đây 105 các bác này. Đấy, quay hơi khó. Nhưng cái líp này là líp 105 nha các bác nhé. Líp 105. Con líp này thì là gồm có 11 líp. Đó, 11 líp các bác. Đó, thì là từ nãy giờ là có 5 món Shimano 105 rồi. Cái hấp, cái bộ Meyer của nó cũng là bộ Meyer Shimano luôn. Đó, đó này. Bộ Meyer này thì siêu trớn các bác nhá. Bộ Meyer này thì siêu trớn. Và tiếp theo nữa là phanh, củ phanh của nó thì nó có tổng là 6 món Shimano rồi. Đây các bác này. Đó, 6 món Shimano. Và đây là mà Shimano 105 giờ 70 70 70 nha các bác nhé. Và má phanh của nó là má phanh tản nhiệt này, rất là ok. Đĩa, đĩa phanh thì là đĩa center lock, đĩa 140 center lock, tức là đĩa thả đấy các bác, chứ không phải đĩa vặn sáu chấu. Ghi đông carbon liền này các bác này, rất là đẹp. Ghi đông cá mập carbon liền. Sườn thì là sườn carbon thì chứng chỉ của UCI. Trong thời gian vừa rồi thì là em có thấy một số các bác có đăng lên các hội nhóm để hỏi là con này có hợp lý hay không, con này với tầm tiền đấy có xứng đáng hay không. Thì một số anh em có vào nói ra những cái quan điểm cá nhân. Có một số bác thì bảo là con này là thương hiệu của Đài Loan nọ kia thế này thế nọ, sườn thì là cũng không được ok. Nhưng mà các bác thấy trên thị trường bây giờ nhé, rất nhiều các bác mua những chiếc sườn check fake hoặc là những chiếc Bilazello fake, tức là bản copy 11 đấy các bác. Các bác vẫn lắp vào, các bác vẫn chơi đó mà lắp đồ rất, tức là lắp đồ linh kiện rất là đắt tiền, nhưng mà cái sườn thì lại là sườn fake đó. Thì câu chuyện nó nằm ở là như vậy. Thì các bác thợ chê những chiếc sườn này nhưng thực ra các bác lại vẫn hay bán những chiếc sườn copy 11 như thế, thì em thấy nó hơi 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 bị ngược một chút đó. Thì là các bác sẽ tự đưa ra quan điểm cá nhân nhé, còn tùy theo quan điểm của mỗi người. Nhiều bác thì các bác thích cái kiểu dáng của những chiếc sườn fake. Tại vì là chờ sườn sườn xịn của nó rất là đắt tiền, nó tiền trăm hoặc là vài chục triệu một chiếc sườn,
nên các bác để tiết kiệm thì các bác chỉ mua chiếc sườn khoảng 11 12 triệu để mua một chiếc sườn copy của Czech chẳng hạn. Nhưng mà các bác bảo là đi thì bao giờ mới gãy sườn được, và các bác chấp nhận cái rủi ro đó để các bác chơi. Đó là tùy theo quan điểm cá nhân của mỗi người, và em thì cũng cũng như vậy, cũng tôn trọng quan điểm cá nhân của mỗi người. Thì tùy theo tài chính của mình, tùy theo quan điểm của mình thấy chiếc nào hợp thì mình có thể mua chiếc đấy. Thì đây là một chiếc xe mà hiện tại đang được công ty đang trợ giá, chỉ còn đang từ 40 triệu chỉ còn 29 triệu 900, mà là hàng chính hãng các bác nhé, là hàng chính hãng, tức là sẽ được bảo hành trực tiếp của công ty. Đó, bên em là bên đại lý của công ty nên các bác cứ yên tâm, giấy hàng hóa đều có VAT đầy đủ hết, đi đường chính ngạch hết, nên là các bác cứ yên tâm. Các bánh này, các bánh carbon này các bác này, các bánh carbon 5 phân này đấy, chính vì lắp cái cặp bánh carbon này vào nên các bác nhìn cái xe còn nó có độ hầm hố của nó rất là hầm hố đấy, các nhìn chưa. Nếu mà lắp cái cặp bánh 3 phân vào thì xe nó lại bớt hầm hố đi bao nhiêu, nhưng mà cặp bánh này nó làm cho cái xe nó rất là hầm hố đấy. Tổng thể là vậy, thì là bên em hiện tại đang có tổng là 4 màu các bác nhé, cùng có màu 7 màu này. Màu 7 màu này là cái màu mà khó quay nhất, khó để giới thiệu nhất, nên em sẽ ưu tiên quay cho các bác để các bác nhìn về màu 7 màu. Tiếp theo là màu bạc, có màu bạc này, màu đen này và màu đỏ đô. Đó thì là các bác xem mình thích màu nào hơn thì có thể liên hệ bên shop, hoặc là xem video của shop thì có thể có một chút gì đấy thì cứ liên hệ bên bên em để bên em sẽ tư vấn cho các bác về một chiếc xe, làm sao để chiếc xe đấy phù hợp cho các bác nhất về tài chính, về nhu cầu, về nôm na là tùy theo làm sao để cho các bác ra một chiếc xe phù hợp nhất. Đấy, hiện tại bên em có đủ nhé, kể cả bản vành nhôm thì bên em cũng có nhé các bác nhé. Bản vành nhôm thì cũng có màu bạc này, đấy có màu bạc, đây cũng là màu 7 màu, con này con giờ 10 các bác nhé, giờ 10. Thì xe bên em thì đủ hết tất cả các mã luôn, có nhiều mã thì cũng có thể chưa lắp cơ, nên các bác nào có nhu cầu thì cứ thể liên hệ bên shop nhé.